Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 năm mạng, bao gồm về gia đạo, công danh, sự nghiệp, tiền tài, tình duyên. Và ngoài ra thì chúng tôi còn chia sẻ chi tiết về tuổi hợp khắc cùng với những diễn biến từng năm để quý vị có kiến thức đầy đủ nhất. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993 năm mạng, có cung mệnh thuộc cung Trấn, Trực Thành, mạng kiếm phong kim, khắc phúc đăng hỏa, con nhà Bạch Đế cô quạnh, xương con gà, tướng tinh con đười ươi, ông tử vi độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời năm mạng Quý Dậu qua bài thơ sau. Luận xem số mạng con gà, mạng kim cung Trấn dáng tìm thì ra. Số này bất luận là ai, mùa thu sinh thuận đố ai dám bì, nhưng mà nhiều kẻ hiền lành, ít ai ở giữ gian manh bạo tàng. Hậu vận, có của mới an, tiền vận, làm có của kho chẳng còn. Hai dòng cha mẹ mới an, không thì chồng vợ khó toan một đời. Năm xưa tận khổ đã thường, vận sau 49 trời ban phước lành. Anh em xung khắc hay dày, cô bác có của ta đây chẳng màng. Tổng quan, Quý Dậu ngay từ nhỏ đã ham học hỏi, tìm tòi khám phá những điều mới mẻ. Họ có thể tiếp thu thông tin ở bất kỳ đâu xung quanh cuộc sống. Những người này có nhiều mơ ước, khát vọng và luôn nỗ lực để khẳng định năng lực của mình trong cuộc sống cũng như là công việc. Khi tham gia hoạt động tập thể, họ cố gắng làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình. Đối với Quý Dậu, tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Họ chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường, yên vui, được làm những điều mình thích và chung sống với người mình yêu. Về đường công danh, sự nghiệp, phải ngoài 30 tuổi Quý Dậu mới có được những bước đi chắc chắn và chính xác nhất. Tuy đôi lúc vẫn gặp phải một chút trục trặc, nhưng điều đó không thể là không giải quyết được. Dù rất giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng Quý Dậu lại không có kế hoạch chi tiêu hợp lý khiến cho đôi lúc rơi vào tình trạng túng thiếu. Để giúp vận trình tài lộc trở nên suôn sẻ, hanh thông hơn, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí chiêu tài trợ thân hàng đầu trong phong thủy, đó là vòng tam hợp Quý Thần. Với năm mạng tuổi Dậu, thân chủ nên đeo vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu để phù hợp cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được. Kết hợp với ba viên mãn não màu đỏ có các hình ba linh vật Tỵ Dậu Sửu mang năng lượng hội tụ chiêu đón tiền tài vượng khí cho thân chủ. Đồng thời, nhờ sức mạnh của tam hợp Quý Thần sẽ giúp cho sự hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, giúp bản mệnh dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác trên con đường tiến thân. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long Tỵ Dậu Sửu cũng cần được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tình duyên. Quý Dậu là người có trái tim ấm áp, chung thủy và rất chân thành. Khi yêu, họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đem lại niềm vui, tiếng cười và sự hạnh phúc cho người ấy. Những người này không giỏi trong việc thể hiện tình cảm của mình qua lời nói. Họ chỉ âm thầm theo dõi và dành cho đối phương những cử chỉ quan tâm, chăm sóc. Chính sự chân thành thật thà ấy giúp cho Quý Dậu chinh phục được trái tim của rất nhiều cô nàng. Sinh tháng 5, 6 và 9 âm lịch, nhờ vào sự năng động, nhiệt tình và thân thiện của mình, tuổi Quý Dậu sinh tháng này có mối quan hệ xã hội rộng rãi và được mọi người yêu quý theo đuổi. Tuy nhiên, sự nóng vội khi dẫn tới sai lầm trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, Quý Dậu cần phải có thời gian để tìm hiểu đối phương kỹ hơn. Sinh tháng 1, 2, 7, 10, 11, 12 âm lịch, tình duyên sẽ hòa hợp lâu dài hơn nếu như Quý Dậu dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm, hẹn hò và tạo nhiều bất ngờ cho đối phương. Sinh tháng 3, 4, 8 âm lịch, đường tình duyên vô cùng may mắn thuận lợi, tình cảm có nhiều chuyển biến mới mẻ. Tuổi Quý Dậu sinh vào tháng này sẽ sớm tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình và xây dựng cuộc sống gia đình hòa hợp, hạnh phúc, lâu dài. Gia đạo công danh. Khi làm việc, Quý Dậu luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực hết mình để cống hiến cho sự nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Họ không bao giờ ích kỷ, chỉ nghĩ cho lợi ích của cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Chính điều đó đã giúp cho Quý Dậu trở thành con người hoàn hảo trong mắt đồng nghiệp và được nhiều người biết đến. Con đường công danh sự nghiệp của họ phải trải qua nhiều thăng trầm mới có thể phát triển và ổn định được. Hơn ai hết, Quý Dậu là người hiểu rằng không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng, bởi vậy họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ của mình. Gia đạo hòa hợp, yên vui, anh em hòa thuận, yêu thương, đùm bọc nhau, gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp để lại cho con cháu. Tuổi hợp làm ăn. Trong công việc, Quý Dậu nên hợp tác cùng với các tuổi Đinh Sửu, Ất Hợi, Quý Dậu. Đó là những tuổi hợp làm ăn, sẽ giúp cho sự nghiệp của bạn thăng tiến và phát triển vượt bậc, đem lại nhiều may mắn, tài lộc về con đường công danh. Lựa chọn vợ chồng. Lựa chọn vợ chồng không chỉ dựa trên những quan điểm chung về sở thích, tính cách mà sự hòa hợp với cung mệnh cũng rất quan trọng.
đó là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân, gia đình của từng người. Kết hôn với các tuổi Ất Hợi, Quý Dậu, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Kỷ Mão, Tân Mùi, đây là những tuổi rất hợp với Quý Dậu. Nếu kết hôn kết duyên vợ chồng, cặp đôi này không những có đời sống tình cảm phong phú thuận lợi mà công việc làm ăn cũng thăng tiến suôn sẻ, tiền vào như nước, cả đời được sống trong sung sướng giàu sang. Kết hôn với tuổi Canh Thìn, Giáp Tuất, Bính Tý, vợ chồng một lòng yêu thương thủy chung với nhau, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Tuy cuộc sống không giàu sang phú quý nhưng cũng không thiếu thốn bất kỳ điều gì. Kết hôn với tuổi Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thân, Mậu Dần, đôi lúc cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn trắc trở, chăm chỉ làm việc nhưng kết quả lại không được như ý muốn. Nhưng về sau nhờ có quý nhân phù trợ giúp đỡ cho nên cuộc sống gia đình trở nên ổn định hơn. Vào những năm tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi, nam mạng Quý Dậu kém may mắn, không nên tiến hành ăn hỏi cưới xin, tránh tuổi xấu khi lập gia đình sẽ giúp cho cuộc sống sau này của bạn được hòa hợp và thuận lợi hơn. Tuổi Quý Dậu là những người năng động, nhiệt tình và hài hước. Trước đám đông họ luôn nổi bật, không chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì cách giao tiếp vô cùng hấp dẫn và thu hút đối phương. Bởi vậy Quý Dậu thường được nhiều người biết đến và theo đuổi. Sinh vào những tháng 1, 5, 6, 9, 10, 11 âm lịch, nam mạng Quý Dậu sẽ có nhiều chuyển biến mới mẻ trong tình yêu. Họ có thể trải qua nhiều cuộc tình mới, tìm được người bạn đời lý tưởng cho mình. Tuổi Đại Kỵ, dù trên phương diện hợp tác làm ăn hay kết duyên vợ chồng, Quý Dậu cũng cần phải tránh tuổi Đại Kỵ với mình để mọi chuyện được diễn ra tốt đẹp hơn. Hai tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ xung khắc với bản mệnh nam mạng Quý Dậu, nếu hợp tác làm ăn không những không mang lại hiệu quả cao mà còn rất có thể công việc còn gặp nhiều khó khăn hơn. Năm khó khăn nhất vào những năm 25, 31, 34, 38 tuổi, Quý Dậu gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc đời, không thể tự mình giải quyết được. May mắn trong giai đoạn này, bạn luôn có người thân bạn bè ủng hộ, tương trợ, giúp đỡ khó khăn rắc rối sẽ được nhanh chóng tháo gỡ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất chọn giờ chẵn, ngày lẻ, tháng chẵn để tiến hành những công việc kế hoạch quan trọng sẽ giúp cho Quý Dậu có thêm được may mắn, tự tin để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xuất hành vào những giờ trên, công việc sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, như ý thành công. Bên cạnh đó, mang theo pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật hiển linh che chở phù hộ, độ trì cho sự may mắn hành không. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, giúp mọi việc được hanh thông, Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm. Từ năm 24 tuổi đến năm 26 tuổi, trong những năm này, Quý Dậu có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và khẳng định bản thân. Bởi vậy, bạn nên tập trung vào công việc nhiều hơn, xây dựng các mối quan hệ làm ăn lâu dài để học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình. Năm 25 tuổi sẽ đánh dấu một bước khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Đằng sau sự thành công vang dội ấy không thể kể đến sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, người thân và gia đình, những con người tuyệt vời luôn kề vai sát cánh cùng với Quý Dậu. Từ 27 tuổi đến 31 tuổi, 27 tuổi nhiều tài lộc, sự nghiệp trên đà thăng tiến, phát triển. 28 đến 30 tuổi gặp phải đôi chút trục trặc trong công việc, cần bình tĩnh giải quyết, đề phòng kẻo bị kẻ gian hãm hại. Đến 31 tuổi, công việc lại ổn định, thuận lợi hơn. Tuy nhiên Quý Dậu không nên quá chủ quan bởi khó khăn có thể ập tới bất kỳ lúc nào. Từ 32 đến 40 tuổi, đây là khoảng thời gian thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh mở rộng quy mô công việc. Nhiều cánh cửa, cơ hội mở ra với Quý Dậu, nhưng theo đó cũng là vô vàn những thử thách. Thu nhập trong năm này cũng sẽ tăng cao hơn, đồng nghĩa với cuộc sống dư giả đầy đủ. Tuy nhiên, một kế hoạch tiết kiệm vẫn nên được áp dụng, nếu không Quý Dậu vẫn sẽ rơi vào tình trạng rỗng túi. Tuổi 35 sức khỏe bị giảm sút, không nên đi lại đường xa nếu không cần thiết. Từ 41 tuổi đến 45 tuổi,
Tuổi 41 cần chú ý đến các vấn đề sức khỏe, không nên làm việc quá sức, tránh áp lực, căng thẳng dẫn tới suy nhược cơ thể. Nếu có bệnh tình cần phải chữa trị ngay và nếu chủ quan sẽ có thể gây nên nhiều biến chứng về sau. Tuổi 42 công việc làm ăn thuận lợi, tình duyên, gặp nhiều may mắn, cuộc sống không ngớt niềm vui tiếng cười. Tuổi 44 đến 45 tuổi bị mất tài sản nhưng may mắn có được quý nhân giúp đỡ tìm lại được vật thất lạc. Từ 46 tuổi đến 50 tuổi, khoảng thời gian này công việc đã đi vào ổn định vững chắc. Không có bất kỳ khó khăn nào mà Quý Dậu không thể vượt qua. Tình duyên cũng gặp may mắn, gia đình hòa thuận, con cái thành đạt. Từ 51 tuổi đến 60 tuổi, đây là khoảng thời gian an nhàn sung sướng nhất trong cuộc đời Quý Dậu. Khó khăn trắc trở trong cuộc sống đều vượt qua và bây giờ chính là lúc mà bạn dành nhiều thời gian để có thể quan tâm và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Trên đây là toàn bộ cuộc đời của năm mạng tuổi Quý Dậu 1993. Hy vọng với sự kết thúc tử vi, hy vọng rằng với những kiến thức tử vi trọn đời mà chúng tôi cung cấp sẽ là thông tin hữu ích đối với tất cả quý bạn, giúp quý bạn đạt được nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Và nếu như quý bạn muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký kênh Tử Vi Phong Thủy Gia Cát để có thông tin hữu ích quý vị nhé. Chúc quý vị gia chủ an khang thịnh vượng, vạn sự an nhiên.